Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video này mình sẽ là hướng dẫn bạn về cái KYC ở trên dự án Big Mama mà mình đang đào đồng Bama nhé. Và để mà mở khóa cái số dư mình đào được thì phải là cần vượt qua xác minh danh tính là KYC. Thì lúc đấy sẽ có phần là số dư khả dụng thì mình có thể là gửi và mình nhận. Và dự án thì đang gửi cái đơn để mà phát hành app cho hai nền tảng là iOS và Android, nhưng mà đang chờ xem xét. Thì trong lúc này để mà KYC được, các bạn sẽ cần phải download phiên bản là APK và mình cài về điện thoại. Sau khi mình cài xong APK mình đăng nhập thì sẽ nhìn thấy mục là KYC, có nghĩa là mục KYC. Và trên dự án này mình sẽ KYC bằng cái tech selfie, mình xác minh khuôn mặt là một. Và đến bước nữa thì mình sẽ tiến hành mình liên kết ví nhé. Thì để tải được cái app APK này thông qua cái đường link website mà bạn đang đào cái đồng Bama này, nó sẽ có cái đường link dẫn đến cái trang Twitter dự án. Thì các bạn đăng nhập vào cái Twitter Big Bama là trang chính dự án. Bên dưới này các bạn nhìn thấy chữ cái đường link mà link tổng dự án, thì bao gồm những cái thông tin bên trong. Và đây chính là cái đường link cho bạn là download cái phiên bản là APK. Các bạn bấm vào đây thì nó hiện cái mục là download Android APK. Các bạn sẽ bấm đây, mình sẽ tải về. Thì sau khi tải xong các bạn sẽ dùng mail và mật khẩu để mình sẽ đăng nhập vào đây, mình tiến hành mình KYC. Trên dự án này thì họ cũng có một số cái bài viết mới. Cái bài viết ngày hôm qua họ thông báo là mở một cái kênh chat cộng đồng. Cái kênh này cho cộng đồng mình có thể chat nhé. Còn cái kênh chính thức thì nó là cái kênh cập nhật tin tức, là kênh Telegram Channel thì không chat được. Nhưng mà kênh này thì dự án mới mở để cho cộng đồng trao đổi chat trong đấy. Ở bên dưới này là cái bài viết mà dự án đang gửi cái đơn để mà phát hành app cho điện thoại là iOS nhé. Còn những ngày trước dự án cũng thông báo là phát hành cho bên phía là Android và chờ 14 ngày sau khi mà được bên Google Play họ xem xét ấy. Còn đối với cái iOS này mình cũng đang là chờ dự án gửi đơn để mà được phát hành app. Thì như vậy bạn nào mình đang dùng điện thoại iPhone thì mình không tải APK để mình KYC, thì các bạn có thể là mượn điện thoại Android của ai thì mình KYC trước, hoặc là chờ dự án phát hành app, hoặc là khi nào dự án cho mình cái tính năng là KYC ở trên website mà mình đang đào thì các bạn sẽ tiến hành mình xác minh ở trên đấy. Bây giờ mình sẽ về app, mình hướng dẫn bạn về cái mình thực hiện xác minh. Và những ai mà xác minh xong thì sẽ hiện đây, mình có thể nhìn thấy được nhé. Thì để mà xác minh các bạn sẽ bấm mục là ba gạch ở đây và các bạn bấm chỗ mục là KYC. Ở đây các bạn lựa chọn là Continue, mình sẽ tiến hành mình thực hiện cái việc là quay video selfie. Như vậy các bạn bấm là cho phép nó sử dụng camera. Và nó hiện cái cam như thế này thì các bạn bấm vào nút chụp, mình chụp lại nhé. Và sau khi nó chụp xong nó hiện hình ảnh như thế này, nếu mình dùng mình bấm vào OK, mình xác minh cái việc là mình sẽ sử dụng cái hình ảnh vừa chụp xong. Đây là đang cập nhật, nó đang load nhé. Sau khi mà nó chụp xong cái khuôn mặt mà xác minh thì các bạn bấm chữ là Yes Now. Đến mức này thì yêu cầu mình là thứ nhất thì mình sẽ connect ví nhé. Ở đây mình sẽ dịch qua đoạn này. Và đây nó báo là kết nối ví của bạn. Bạn có thể thêm ví mong muốn của mình tại đây để đổi và chuyển điểm Big Mama của mình. Thì như vậy mình sẽ bấm cái chỗ bên dưới, bên trên là Let Go nhé. Bên trên là Let Go, mình bấm đây mình tiến hành. Còn bên dưới như kiểu là mình sẽ copy cái liên kết mà mình đang KYC này để mà dán vào cái DApp của ví mình connect ấy. Nhưng bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình bấm vào chỗ Let Go trước. Và như vậy sau khi bạn bấm vào Let Go ấy, thì nó đưa mình sang cái trang này và nó báo là để chứng minh mình không phải là robot thì mình phải là kết nối ví bên ngoài đời thực. Các bạn có thể là bấm vào chỗ là Connect Wallet, hoặc là các bạn lựa chọn chỗ nào Wallet Connect bên dưới này để mà nó hiện ra nhiều cái ví của mình nhé. Như vậy ở đây mình sẽ sử dụng ví Web3 của là OKX, nên là mình sẽ quay lại cái phần bên này. Mình bấm là hình như là hết thời gian đấy. Để lâu quá hết thời gian mình bấm lại nhé. Thử lại này. Mình bấm là copy link ở đây, mình sẽ đăng nhập vào cái ví Web3 của là OKX. Các bạn KYC ví nào thì mình có thể dán cái DApp ví đấy.
Mình dán đây, bấm hoàn tất ở đây. Như vậy nó không cho mình mở trên ví web 3 thì mình lại phải quay lại cái app này. Bấm mục là NetGo này và mình bấm vào Connect One đây. Mình sẽ lựa chọn ví OKX nhé. Rồi như vậy khi mà các bạn bấm ở chỗ cái biểu tượng là Select Wallet này thì nó sẽ hiện cái mục cho mình lựa chọn ví bên trong. Ở đây thì nó sẽ cho mình một số cái ví mong muốn. Thì mình sẽ sử dụng ví web 3 của là OKX. Mình sẽ bấm vào đây. Nếu có lỗi mình làm lại nhé. Có thể là ví web 3 của OKX nó khó mở thì mình sẽ bấm lại này. Rồi ở đây thì nó báo mình là liên kết với tài khoản ví. Mình có hai ví, ví A, ví B thì mình đang để ví B ở bên phía OKX ấy. Mình sẽ bấm vào đây để mình kết nối nhé. Như vậy đang thấy nó báo bên dưới này, cái phần mà kết nối các bạn nhìn thấy phần app bên này. Đó, mình sẽ bấm vào cái phần app này. Như vậy mình đang kết nối và nó chạy trên cái mạng là EtherZoom nhé. Bây giờ mình cứ để ở đây đã, mình quay lại cái mục mà đang tiến hành KYC bên này. Đây bên app nhé, bạn nhớ nó quay lại bên app này. Thì mình sẽ bấm vào Continue này, báo cáo là mình... báo mình nó vẫn chưa được à. Mình sẽ quay lại cái ví web 3 của là OKX. Như vậy quay lại cái đường link của mình đang liên kết ví, nó báo cho mình cái mã ví của mình đây. Hình như là phải có cái gas của là một ít satoshi của là ETH ấy, nó rất là nhỏ, tương đương với khoảng độ là 0.005 ETH nhé. Mà có thể là mình để sang cái mạng Arbitrum này, các bạn nhìn thấy là đây đang có mạng Arbitrum. Thì bên phía mạng Arbitrum mình cũng có Satoshi và ETH nên là mình chọn luôn vào đây. Mình bấm là Verify này. Mình sẽ chọn lại ví OKX ở đây. Rồi đến bước này thì nó lấy của mình có một ít Satoshi của là Arbitrum làm phí gas nhé. Các bạn nhìn thấy mã ví mình đang tiến hành này và nó hiện cái DApp của là Big Mama thì mình sẽ bấm vào xác nhận đây. Cái này cần phải là mật khẩu trên ví đấy, mình sẽ xác nhận này. Đã gửi giao dịch nhé. Bên trên nó báo là đã gửi giao dịch này, giao dịch hoàn tất này. Thì bây giờ lúc này mình mới quay lại cái app bên mà mình đang thực hiện này. Mình sẽ bấm vào Continue ở đây. Rồi như vậy các bạn nhìn thấy nó báo là mình đã KYC thành công nhé. Đó, như vậy mình đã KYC thành công này thì mình sẽ bấm vào chỗ mục là Go này. Bây giờ quay lại cái mục KYC, mình sẽ bấm lại mục là KYC. Các bạn nhìn thấy là mình đã xác minh thành công này. Rồi như vậy cái việc mà KYC ở trên dự án này rất là dễ. Bước 1 thì mình tải app APK, bấm mục là KYC. Xác minh khuôn mặt xong thì mình sẽ bấm mục để mình xác minh mã ví thực. Thì các bạn tiến hành mình sẽ là connect với ví mong muốn là xác thực. Và mình sẽ phải có một ít Satoshi của là ETH này. Thì mình xác minh nhé, và đây hình là nó cho mình chọn cả hai mạng là mạng ETH và mạng Arbitrum. Thì nó không hết bao nhiêu, chỉ mất một ít Satoshi để xác minh cái việc ví mình là ví thực, mình đang là con người thực đấy, để tránh cái robot nhé. Và sau khi mình kết nối ví và xác minh thành công thì quay lại đây bạn bấm vào chỗ là hoàn tất đấy, Continue. Thì lúc đấy mình đã vượt qua việc là xác minh KYC ở trên dự án. Đây các bạn nhìn thấy khi mình KYC xong thì nó trả cho mình là 945 cái điểm là Bama nhé. Thì như vậy mình đã là hướng dẫn bạn về cái KYC ở dự án Big Mama. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.